nặng với độ chịu chơi của ba bé gái vừa hút thuốc vừa nhảy nhót như ở ba. Trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay, việc trẻ đua đòi, tiếp cận sớm với các tệ nạn xã hội là một vấn đề đáng báo động. Giống như trong đoạn clip dưới đây, hình ảnh ba bé gái chỉ trong độ tuổi khoảng từ 12 đến 14 tuổi rủ nhau quay video phì phèo hút thuốc lá đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ba bé gái đứng trước ống kính tại nhà riêng, trên tay mỗi bé cầm một điếu thuốc vừa hút vừa nhảy nhót như ở ba. Qua quan sát cho thấy, từ cách cầm thuốc đến việc nhả khói của nhóm bé gái này rất chuyên nghiệp, không kém bất kỳ một nam thanh niên hay người lớn nào cả. Đặc biệt là trong suốt quá trình ba bé gái hút thuốc còn có sự xuất hiện của một em bé còn rất nhỏ tuổi. Đoạn clip sau khi xuất hiện đã nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn cùng vô số bình luận. Hầu hết các cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng sửng sốt, bày tỏ sự quan ngại trước việc làm gây sốc này của các bé. Bởi lẽ, theo các chuyên gia cảnh báo, thuốc lá chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư phổi, đặc biệt là những người hút thuốc nhiều và trong thời gian dài. Hơn nữa, độ tuổi của ba bé gái này còn quá nhỏ, việc hút thuốc sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu tới sức khỏe và cũng là nguy cơ dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác. Do vậy, sự việc trên cũng chính là hồi chuông cảnh báo tới người lớn, cần để tâm sát sao tới con trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc sớm với mạng xã hội, nhất là các nguồn tin không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Một khi trẻ đã bắt chước hành vi không nên trên mạng xã hội mà không có sự can thiệp sớm từ người lớn, thì hệ lụy về sau sẽ khó mà kiểm soát được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!